Hello mọi người, mình đang chuẩn bị để đi ra ngoài quay cái video này. Hôm nay là mình đã quay từ đợt trước rồi, cách đây 2 tuần gì đấy, nhưng mà khi mà mình về mình edit thì mình thấy bị thiếu, nên hôm nay mình phải đi quay thêm. Ok, bây giờ mình đánh son nữa, rồi đến studio thì mình sẽ chỉnh trang lại sau. Trời ơi, cái tóc của tôi mình làm bị vội nên nó không đẹp lắm. Ok, đi thôi, không quá muộn rồi. Bọn mình đã đến nơi rồi đây. Nga đang treo đồ. Bọn mình đến nơi thì nó cong linh tinh, mới phải là lại các kiểu chỉnh trang lại. Tại vì hôm nay mình đi rất là vội. Đây thì hôm nay cho mọi người xem cái chỗ mình quay. Ui trần nặng. Đây, hôm nay bọn mình sẽ quay ở đây. Nắng thì rất nắng nhưng mà mưa thì vẫn mưa nha. Thật khó hiểu. Đang mưa đúng không ạ? Đúng rồi, đang mưa ạ. Đây, góc chính của mình hôm nay là góc này đây. Vương này xinh rồi. Ôi trời ơi, bây giờ mình không thấy gì mình xét luôn ý. Thì quá chói. Có tiếc không? Có chừng mở mắt. Không phải mờ nổi mắt. Không thấy cái gì luôn á trời. Tổ súng nữa đi Nga. Đấy, chỉ phải đứng chỗ đấy. Còn cái này phải ra đây. Đánh dấu. Cầm lưng ra ngoài. Sẽ là pretty. Xinh đẹp. Đi thôi. Giờ đấy, ok. Để cho em cất giọng em đi. Thôi. Set quay đầu tiên. Ôi dồi ôi, nóng lắm mọi người ơi. Siêu oi luôn ý. Mình cho các bạn xem đường Trung Phụng. Các bạn xem đường Trung Phụng đi, các bạn đừng xem chị Linh này. Nói gì trời. Xem cuối cùng nha các bạn. Ôi giời. Đang rồi. Chị Long đi á, chị quay ra đây đi má. Đây chị cầm hẳn cái này chị Long đi. Chị đang ngồi lấy mắt cũng. Ừ, đang đợi. Đây cái quạt nó về đây để chị hong cái máy. Và yêu đời. Rồi đấy. Hello mọi người, bây giờ mình đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay thì mình sẽ đi ăn bingsu su với bạn. Mùa hè đến rồi và Hà Nội thì cực kỳ ít quán bingsu, một cái món mà mình siêu thích luôn. Và mùa hè năm nay mình quyết định là đi khám phá những món bingsu ngon ở Hà Nội. Nên là hôm nay mình rất hào hứng. Và trước tiên không thể thiếu được chính là skincare trước khi make up. Rất quan trọng, kể cả mùa hè hay là mùa đông. Bây giờ thì chu trình skincare của mình sẽ hơi khác mọi người một chút xíu. Tại vì lâu nay thì mình vẫn luôn dùng các thứ tự sản phẩm cùng với bác sĩ, lâu nay mình đã chữa da rồi. Thì da của mình bây giờ như thế này đây. Mình đã update những cái thông tin mình chữa da ở trên Insta rồi. Thì mọi người có thể vào Insta mục Highlight Skin để đọc những cái chia sẻ của mình về chữa da nha. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu luôn với serum. Tại vì lâu nay chu trình skincare của mình đều là bắt đầu bằng serum hết. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với serum nhà Senka.
bình thường thì mình đã luôn luôn chú trọng việc giữ ẩm rồi, và khi make up thì còn quan trọng hơn nữa cơ. Tại vì khi mà da đủ ẩm rồi thì nền mới đẹp được, và nó còn bám chắc hơn nữa. Và mùa hè thì thay vì dùng những kem dưỡng dày đặc thì mình có thể sử dụng những cái serum, và hôm nay thì mình sử dụng serum này đây. Khi mọi người dùng serum HA thì mọi người nên để da ẩm một chút để da được ngậm nước tốt hơn. Em serum này chứa 3 loại HA nên khi apply lên da sẽ thấy da có độ căng mướt. Mấy hạt li ti này là HA vi nang, giúp HA hoạt động ổn định và bền vững hơn. Da đủ nước trông sẽ khỏe khoắn và đẹp hơn. Và với thông tin của hãng thì em này không cồn, không dầu khoáng, nên những bạn nào nhạy cảm với mụn thì có thể yên tâm hơn nha. Tại vì sản phẩm này thì nhiều thành phần HA nên là mình thấy là cũng dưỡng ẩm lâu hơn những cái serum HA khác. Với lớp makeup cả ngày thì đến cuối ngày khi mà mình ngồi điều hòa quá lâu nhưng mà cái lớp nền nó vẫn không bị cách kỳ đâu. Cái độ dưỡng ẩm của nó khá là tốt. Em này còn có cả collagen nữa nên các bạn có thể thoa nhiều ở những cái vùng dễ thấy dấu hiệu lão hóa, ví dụ như là khóe mắt này, hay là râu rồng này, hay là cổ này, để chúng mình có thể ngăn chặn nếp nhăn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ make up. Trước đây thì mình rất là lười đính nền, nhưng mà từ cái lúc mà mình bị mụn ý, lúc mà mình chưa chữa thì mình rất là tự ti. Thế lúc nào đi ra ngoài thì mình cũng phải có một lớp nền mình mới chịu được. Thì bây giờ mình quen mọi người ạ. Bây giờ mình đã ổn rồi, nhưng mà mình thấy là cái việc có nền ở trên da ấy, trông cái da nó sạch mặt sáng, và đi đến cuối ngày về thì nó không bị kiểu da mình bị xỉn màu ấy. Nên là kể cả bây giờ với những dịp đi chơi bình thường thì mình vẫn có sử dụng một cái lớp cushion mỏng để có thể giữ cho da mình, và đến cuối ngày thì nó cũng không bị nhem nhuốc ấy. Hello. Hello. Không hề thật chân. Rồi ôi chán. Có mình đi tận là đi đến đây là tầm 10 cây không? Chắc đến đấy. 10 cây để đi ăn bingsu. Su thì trên phố không có hàng bingsu nào. Bọn mình ăn ở Rip Factory. Hả? Ừ, nhiều bánh không? Thì mình có trông ngon đó. Bây giờ mình đang gọi thì mình chọn bánh luôn đi. Chẳng biết ăn bánh gì, bây giờ mình đã bảo anh ấy là xem không ăn xong luôn. Xem thiếu một từ mình chọn cái bánh đường. Bánh đường ở tí mua về mà ăn. Ừ, chắc là mua về thôi. Đi ăn đi, em mua cho. Cảm ơn. Nhưng mà cái này gọi là ăn thì muốn thử thôi. Còn cái bánh xôi kia đã rất là to rồi. Thế cả là bánh này xem sẽ mua về. Linh bảo nhạt nhẽ là mình thích mọi người ạ. Nó mềm mềm, không có đường ấy. Cái bánh như cái trường trường mẹ không? Cái bánh mà cái cuộn rồi. Đấy. Quẩy, đấy, có quẩy. Trông mềm mềm. Được lắm không ăn? Đề bánh sắp hết. Nhiều cây mắm luôn á.
thơm. Ôi, đây là kem nhỉ? Đúng vậy, thế mà nhiều lắm. Sợi dây thịt. Bánh su của mình đã ra rồi đời. Hôm nay bọn mình gọi cheesecake mango, nhưng mà cái miếng cheesecake nó hết rồi. Trời ơi, tại sao? Nên là bọn mình được lùi vào là xoài. Sữa đặc, thêm tươi. Đây. Đây. Đúng được. Kem tươi này, miếng xoài này. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi đây. Bây giờ mình tẩy trang và nằm xem phim hoặc xem một cái gì đấy và đi ngủ thôi. Và đầu tiên thì mình vẫn sử dụng cái serum này. Skincare của mình bây giờ thì cũng khá là nhanh thôi, nhưng mà rất là chất lượng, tại vì vẫn luôn đầy đủ các dưỡng chất. Tí nữa thì mình bôi mask ngủ, nên là bây giờ mình sử dụng kem mask luôn. Hôm nay thì đến ngày mình sử dụng mask ngủ. Cái này thì mình sẽ dùng từ 2 đến 3 lần trong một tuần. Như bình thường thì mọi người sẽ sử dụng sau bước toner và kết thúc bằng cái này. Như mình thì mình chỉ sử dụng serum và cái này luôn thôi. Nên là với mình cái này rất là tiện lợi, nhanh gọn, dành cho hôm nào lười skincare hay là quá bận rộn. Nhưng mà da thì vẫn có đủ dưỡng chất. Sáng mai ngủ dậy thì da mình sẽ không tiết quá nhiều dầu, ngoại trừ một chút ở những cái vùng chữ T như này thôi, nhưng mà cũng không quá nhiều. Thì mình cũng rất recommend bạn nào đang treatment, ví dụ như là dùng BHA, retinoid, tretinoin, tại vì mình thấy là làm dịu da khá là tốt. Chất của em này là chất gel tơi xốp mỏng nhẹ, khi vừa apply lên da thì khá là thích, tại vì mình thấy là có cảm giác hơi mát mát. Nếu mà cho em này vào tủ lạnh trước khi sử dụng thì mùa hè thì thích phải biết luôn ý. Và em này thì chứa HA này, collagen, tơ tằm trắng và cám gạo, nên sẽ tăng cường độ ẩm cho da trong lúc ngủ. Nên là nhờ có em này, khi mà mình ngủ bật điều hòa cả đêm thì sáng mai da cũng không bị khô cong. Đấy, ra nhanh gọn thì mình đã skincare xong rồi. Da mình vẫn ẩm, vẫn đủ dưỡng chất nhưng mà rất là nhanh gọn. Tại vì mình thấy cái dưỡng ẩm da rất là quan trọng. Khi mà da đủ ẩm, có độ mướt thì làm gì nó cũng đẹp. Khi mọi người bôi kem chống nắng thôi hay là make up thôi, thì khi mà da đủ ẩm thì lúc nào nó cũng đẹp hơn ý. Nên là mình rất rất quan trọng việc dưỡng ẩm cho da. Nên bạn nào lười như thế nào đi chăng nữa thì cứ thử. Em này ở trong nhà thì không thể nào mà lười nổi luôn ý. Tại vì bôi một phát là xong luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi. Good night mọi người. Cây tùng thơm. Đúng nhỉ, đúng rồi. Đợt mình mua Giáng sinh ý, rất là phí. Bây giờ mình sẽ cố gắng là đơn giản thôi, tưới nước thôi, không có ngựa bà bón phân kiểu nữa. Đấy, bây giờ mình vẫn sang cái chỗ mà đợt trước mình mua cây tùng thơm mình mua.
cái này hay là cái nào ta? Cái này đẹp này nhưng mà quá to. Hay là cây này đi chị ạ. Cây này đúng chị. Nhưng mà nó cứ xiên xiên đấy chị nhỉ? Không, khi chị trồng nó sẽ thẳng lên. À vâng, 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 thế thì được ạ. Nhưng mà sau nó mọc lên, nó có mọc thẳng không chị? Không, nó sẽ mọc thẳng đấy ạ. À vâng, vâng. Đây là do cái này nó liêu. Cái này thì bao nhiêu hả chị? Cái này có 150 thôi ạ. Vâng ạ. Mọi người muốn mua cây thì mọi người có thể đến đối diện IOMO ở chỗ cầu Vĩnh Tuy, ở đấy rất là rẻ. Nói chung rất là nhiều cây, nói chung là không có quá nhiều mấy cái cây xinh xinh, nhưng mà chọn mọi người đi mấy hàng thì có thể chọn được, mình vào đây thì chọn được luôn. Ví dụ như cái cây chầu bà kia thì có 150 nhá. Cái cây cây lá đỏ là cái gì đấy mình quên mất tên rồi, cái đấy có 350, rất là rẻ. Nên mọi người đến mấy cái chỗ cây này mua sẽ rẻ hơn là mấy cái shop ở trên phố. Đây, và hôm nay mình sẽ về nhà với hai chú cây mới. Là một cái cây gì mình lại quên mất tên rồi. Tại vì cái đấy hình như có 3 từ nên nó khó nhớ ấy. Và một cây chầu bà lá sẻ. Bây giờ mình sẽ đi về đây. Tuy nhiên thì mình không mua được cái cây cho cái bé tí để ở bàn của mình. Tại vì ở đây ngoài sen đá ra thì không còn cây gì siêu bé. Mình không thích sen đá lắm. Thế là mình chỉ về với hai cây này thôi. Tổng chi phí là 500.000. Không bớt đồng nào. Tại vì chị bảo là chị đã tốn một chị đã tốn 2 bịch đất 20.000 của em rồi. Nên là nguyên giá nguyên kiện 500.000. Cũng rẻ. Hello mọi người, hôm trước thì mình có đi mua cây. Thế là về mệt quá, mình ngất luôn. Thế hôm nay quay lại cho mọi người xem cái cây mà mình mua đây. Đây, đây khi mình nhìn ngang thì nó sẽ như này. Nó khá là cao. Và cái lá này nó hơi nghiêng, thế là mình phải buộc cái dây vào góc đấy. Đấy, để cho nó thẳng cái lá lên như này, không bị xiên vẹo quá. Siêu rẻ luôn đi mọi người ơi. Mình xem lại cái giá mà shop mà mình hỏi ở trên gần phố phố ấy. Cái cây này có giá là 500.000. Nhưng mà cái cây này nó sẽ dán đẹp hơn một chút, nhưng mà với cái giá này nó quá đắt. Cái này thì 150.000. Và đấy, ở xa xa thì mọi người có thể thấy cái cây mới của mình ở kia. Đây, đây là một cái góc của mình đang rất thích bây giờ. Cái gốc cây này thì mọi người nên bỏ qua cho mình nhé. Tại vì mình bón phân hơi nhiều, mình không biết đi, đang bết lại, mình sẽ phải xúc nó đi. Và cái cây này mình mua từ trước thì nó đã thẳng rồi, nó không còn đủ nữa. Đây, và cái cây mới của mình hôm trước mình mua đây rất là xinh. Và cây này cũng rất là rẻ luôn. Cái chỗ mình hỏi cùng với cây chầu bà lá sẻ kia kìa, cây dáng nó sẽ hơi khác một chút, nhưng mà có giá là 850.000. Và cái cây này mình mua với giá 350.000. Đấy, nên là mọi người mua cây thì qua kia mua cho rẻ. Cây này rất xinh luôn ý. Đấy, và cái góc của mình bây giờ nó sẽ có 3 cái cây thế này. Rất là xinh đúng không? Và đây, cái bình nhỏ của mình ở chỗ bàn ăn thì cái cây ở đây, do cái cây cũ họ trồng một cái bình này nó hơi bé thì không đủ đất, thì nó không lớn được và nó chết to rồi. Đây là mình mua trên đường đi về, tại vì ở kia nó không có cây đẹp ý. Cây này là cây kim tiền, mình mua với giá là 70.000. Thật ra ban đầu thì mình không định mua kim tiền đâu, định mua một cây gì đấy xinh xinh cơ. Nhưng mà cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm, mà hôm đấy mùng 1, thế chị bán hàng bảo là mùng 1 mua kim tiền để nhiều tiền em ơi, thế là mình mua luôn. Và mình đã xong một chiếc vlog thật nhẹ nhàng cho mọi người xem rồi đây. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video nha. Bye bye mọi người.